Công tử thì đeo kính râm gì? Hello mọi người, đã trở lại với channel của Hà My, cô bé bán kính. Và ngày hôm nay bạn My sẽ cho mọi người quay trở lại với một chủ đề rất là hot. Đó là chủ đề 12 cung hoàng đạo. Và mỗi một cung hoàng đạo thì sẽ phù hợp với cả những mẫu kính nào, mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Đây là một trong những cung hoàng đạo mà bạn My khá là yêu thích và cũng tìm hiểu rất là nhiều. Thế nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào một cái chủ đề chính, đó là nên chọn cho những bạn cung sư tử kính gì, thì mọi người sẽ cùng Hà My theo dõi là các bạn thế nào nhé. Cung sư tử hay là còn gọi là các bạn cung leo. Cung sư tử thì bao gồm những bạn sinh trong thời gian từ khoảng ngày 23 tháng 7 tới ngày 22 tháng 8. Và những cung này thì thuộc nguyên tố lửa, đại diện cho các bộ phận trên cơ thể như là máu này, lưng, cột sống và tim. Lửa thì như mọi người đã biết là sẽ rực rỡ và luôn luôn rất là mạnh mẽ. Và sư tử thì sẽ tượng trưng cho những người rất là sống tình cảm, biết cách lắng nghe người khác, và họ thường để mọi người đưa ra những ý kiến cá nhân, sau đó thì mới nói ra những cái suy nghĩ của mình. Đó là những người khá là điềm tĩnh. Sư tử thì là một trong ba cung hoàng đạo thuộc nguyên tố lửa cùng với Bạch Dương và Nhân Mã. Nhóm nguyên tố này thì là một cái nhóm nguyên tố có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền văn minh nhân loại. Lửa thì là khởi nguồn của tạo hóa và tượng trưng cho những ý chí mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng hứng khởi. Và nếu như Bạch Dương là một ngọn lửa đầu tiên thì sư tử là một cái ngọn lửa quyền lực. Và chòm sao cung sư tử thì sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh nhất trong những chòm sao. Cung sư tử thì luôn luôn có tài năng trong việc lãnh đạo này, biết quan sát nhưng vẫn mang một cái nét quyến rũ riêng, vui vẻ là một cái người cực kỳ mới mẻ. Đấy là một cái điều rất là tích cực và cũng là một cái điểm mà khiến cho những anh chàng hay là những cô nàng sư tử luôn luôn được rất là nhiều người theo đuổi. Và với cái những cái người mà thuộc cái nguyên tố lửa thì như mọi người sẽ thấy thì sẽ luôn luôn phù hợp với những cái tông màu nóng, ví dụ như là màu cam hay là màu đỏ. Và thích hợp nhất cho các bạn sư tử đó sẽ là màu cam, bởi vì là màu cam thì được khoác lên bởi sư tử thì sẽ giúp họ trông rất là mạnh mẽ và nổi bật cá tính hơn. Bên cạnh đó thì nó còn thể hiện một cái cá tính riêng của cung sư tử so với những cung hoàng đạo khác nữa. Và chiếc kính đầu tiên mà bạn My sẽ giới thiệu cho những bạn cung sư tử, nó sẽ mang một cái màu sắc khá là mới lạ nhưng mà cũng đi kèm với cả những cái tông màu mà bạn sư tử cần phải có. Đó là chiếc kính GM bạn My đang đeo ở trên mặt này. Để coi đây là mã kính gì đấy. GM Vision mọi người ạ. Mọi người có thấy không? Cái màu mắt ombre trên là phía trên là cam và phía dưới hơi trắng một xíu, thì nó sẽ rất là phù hợp với những bạn cung sư tử nhưng mạnh mẽ nhưng mà vẫn có một chút gì đó dịu dàng và cá tính nữa. Và chiếc kính này thì cũng khá là ôm, nó sẽ phù hợp với những bạn có khuôn mặt nhỏ và vừa nha. Mẫu kính GM Vision đến từ thương hiệu Gentle Monster từ Hàn Quốc thì sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho những bạn cung sư tử. Đấy là lý do mà bạn My sẽ giới thiệu cái chiếc kính này đầu tiên. Thông thường thì với những cái mẫu kính bằng gọng nhựa thì nó sẽ không thể nào mà nhẹ bằng những chiếc gọng kim loại được. Nhưng mà chiếc kính Vision này nó rất là nhẹ mọi người ạ. Nhẹ và đi kèm những cái nét cá tính nữa. Vậy thì nét cá tính đó thể hiện như thế nào? Cái thể hiện đầu tiên đó là cái phần gọng. Phần gọng với cái màu sắc như thế này khá là đặc biệt và nó sẽ tôn cái khuôn mặt của bạn lên rất là nhiều. Nhất là với những bạn mà có làn da ngăm hoặc là nâu thì đeo những cái màu viền như thế này thì sẽ rất là sáng mặt. Cái phần thứ hai nữa làm cho khuôn mặt bạn sáng bừng và cá tính hơn đó là cái phần màu mắt. Cái màu mắt ombre này là một trong những cái màu bạn My khá là thích. Và cái thương hiệu Gentle Monster này thì có một cái cũng hay, đó là với cái giá tiền ở tầm trung nhưng chúng ta lại được sử dụng cái mắt kính ở tầm cao cấp. Toàn bộ những cái lens của Gentle Monster thì đến từ một cái nhà cung cấp kính cao cấp hàng đầu thế giới, đó là Zest. Và cái mẫu mắt này thì chúng ta có thể sử dụng để đeo được cả ban ngày lẫn buổi tối nha. Nó rất là đặc biệt và hay ở chỗ đó. Và cái mắt này thì khi mà đeo là
sẽ được chống tiêu UV 100%, nên là chúng ta có thể đi ăn, chơi, đi thể thao, đọc sách, và buổi tối thì chúng ta cũng có thể đi quẩy nữa. Và mẫu kính chữ nhật của Gentle Monster này thì sẽ dành cho những bạn sư tử có khuôn mặt tròn, mặt trái xoan, mặt kim cương và mặt mặt dài. Những bạn mà mặt vuông thì chúng ta có thể chọn sang những mẫu kính khác, bạn My sẽ giới thiệu phần sau nhé. Với lens kính của chiếc kính này sẽ là 5321 và 154. Như mọi người có thể thấy, thông thường những chiếc kính mà có cái phần chiều dài gọng nó dài khoảng 147 trở lên thì có nghĩa là sẽ dành cho những khuôn mặt to rồi. Thế nhưng mà với Gentle Monster thì cái phần chiều dài của gọng này nó cũng không quá quan trọng lắm, bởi vì là như mọi người sẽ thấy là cái phần gọng này nó không thoải như những mẫu khác, mà nó sẽ cong và ôm vào tai. Thế nên là mọi người không nên quá lo lắng về phần gọng này nha. Và những bạn nào mà mặt nhỏ nhỏ một xíu hoặc là hơi nhỏ như bạn My đang đeo như thế này, là chúng ta cũng có thể đeo cái mẫu này vừa nhá. Và mọi người hãy nhớ xem hết đến cuối video để xem các bạn của team Hà My sẽ chèn thêm rất là nhiều những cái hình ảnh chi tiết của cái chiếc kính này cho mọi người xem. Tại vì khi mà xem trên video thì sẽ thấy là nó hơi mờ một chút, hoặc là ngồi ở xa thì sẽ không thấy những cái nét rất là cá tính hay là đặc biệt của chiếc kính này. Ví dụ như là phía bên gọng này thì sẽ không phải là cái tên thương hiệu Gentle Monster như là mọi năm, mà phía này sẽ là một cái logo bằng kim loại mà nó rất là cá tính, nhưng mà nó thanh lịch, nó không quá cầu kỳ. Đó cũng là một cái ưu điểm của chiếc kính này. Và với một chiếc kính mà cá tính và mạnh mẽ như thế này thì chúng ta sẽ kết hợp với cả những outfit như thế nào? Bởi vì là nó rất là cái màu sắc nó khá là tươi trẻ, nên là sẽ phù hợp với cả những bộ đồ mang ý nghĩa cá tính một chút, năng động một chút, hoặc là mọi người có thể mặc đồ basic như là áo blazer hoặc là áo polo thì sẽ khá là xinh nhá. Và mẫu kính thứ hai mà bạn My sẽ giới thiệu, ta-da, đây là một thương hiệu đến từ nhà mốt Gucci và là một mẫu season 2022 nha mọi người. Nó có một cái điều khá là đặc biệt là kèm thêm một cái sợi dây xích này nữa. Đây cũng là một cái điểm nhấn để tạo nên một cái nét cá tính cho các bạn cung sư tử. Và bạn My sẽ giới thiệu cho mọi người một chút là thương hiệu Gucci này thành lập từ những năm 1921 tại France, là thành phố được xem là biểu tượng thời trang của nước Ý. Và đây là một hãng thời trang dành cho giới quý tộc ở Anh và Pháp, nổi bật với những cái tính ứng dụng khá là cao và người sử dụng rất là nhiều lựa chọn. Và cái mẫu kính mà bạn My sẽ giới thiệu cho mọi người là nằm trong bộ sưu tập xuân hè của Gucci năm 2022. Cái chiếc kính này thì mang mã là GG1023S và mã màu là 005 nha mọi người. Cái màu mắt này nó khá là xinh, khi mà chúng ta nhìn ở ngoài ánh sáng và ngoài trời nắng ấy thì nó sẽ ra một cái màu là màu hồng đậm một chút ấy, chứ nó không phải là cái màu mắt đen như mà bạn My đang quay trong video này đâu ạ. Với cái màu sắc màu mắt khá là đặc biệt như thế này thì khi mà chúng ta nhìn ở cái điều kiện ánh sáng khác ấy, thì nó có thể ra một cái màu là tông nâu nữa, nó rất là tây luôn. Và cái mẫu kính này thì sẽ dành cho những bạn sư tử mà yêu thích một cái sự sang trọng này, nhưng mà vẫn phải cá tính trong từng cái chi tiết nữa. Để mà nói về chiếc kính Gucci này thì mọi người sẽ thấy là đây là một cái thiết kế khá là basic. Nó mang một cái dáng bầu khá là đơn giản và đi kèm một cái gọng có một cái logo Gucci chữ danh ở phía này nha mọi người. Hai bên gọng thì là đều có logo Gucci chữ danh. Và cái điểm nhấn đặc biệt nhất của chiếc kính này đó chính là sợi dây xích này. Và sợi dây xích này thì chúng ta có thể tháo rời ra, nhưng mà nó khá là tiện dụng mọi người ạ. Khi mà chúng ta đeo dâm này, chúng ta bỏ ra để chúng ta nói chuyện với nhau, hoặc là chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta không xài tới cái kính mắt này, thì mọi người có thể bỏ ra và để ở phía trước ngực như thế này. Nó cũng mang một cái tính ứng dụng thời trang nữa, đó là nó khá là ngầu, nó cá tính. Nó sẽ khác những cái mẫu kính khác, bởi vì cái mẫu này là season 2022 thì nó có thêm cái xích như thế này. Nó rất là đặc biệt. Và cái màu mắt như thế này thì sẽ phù hợp với cả những bạn mà hay phải chạy xe ngoài trời nắng, bởi vì những cái màu tối thì sẽ có cái khả năng mà bảo vệ mắt cao hơn và chống tia UV được nhiều hơn. Với chất liệu là acetate cao cấp, một trong những cái chất liệu mà phổ biến nhất trong công nghệ làm kính, thì mẫu kính này nó sẽ luôn luôn bóng loáng và nó rất là sáng. Và với cái chất liệu cao cấp đó thì mọi người sẽ không bao giờ phải lo là đeo kính bị dị ứng hoặc là bị ngứa hay là bị khó chịu ở những cái phần thanh nhựa như mọi người ạ. Vì thông thường khi mà chúng ta đeo những cái mẫu mà có gọng to bản một chút thì
có khá là nhiều bạn sẽ lo lắng là nếu mà đeo như thế trong cái thời gian dài hoặc là nó bị đổ mồ hôi thì liệu chúng ta có bị khó chịu không? Với cái chất liệu như thế này thì mọi người không cần phải quá lo lắng đâu, tại vì bạn My đã test thử rồi ạ. Và như bạn My đã giới thiệu với những bạn cung sư tử thì đây là một chiếc kính mang tính ứng dụng khá là cao. Chính vì thế nên là chúng ta có thể kết hợp được với rất là nhiều phong cách. Ví dụ như là những cái phong cách hơi bánh bèo một chút như thế này cũng ok, hoặc là những cái bộ đồ sang trọng hơi diêm dú một chút, bởi vì Gucci có nghĩa là Gucci thì luôn luôn có một cái tiêu chí, đó là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể mix được với khá là nhiều outfit khác nhau khi mà chúng ta ra ngoài. Và chiếc kính này thì khá là ôm mọi người ạ, nên là chúng ta có, với những bạn mà có khuôn mặt vừa và nhỏ thì chúng ta có thể đeo vừa nhá. Nhưng mà có một cái điều khá là hay, đó là với những chiếc kính mà có cái chất liệu acetate, là loại kính mà là cái loại nhựa mà có cái khả năng đàn hồi rất là cao. Thế nên là ví dụ những bạn nào mà có khuôn mặt hơi to một chút nhưng mà là quá yêu thích cái mẫu kính hoặc là cái dáng kính như thế này, thì chúng ta có thể nắn nhiệt để điều chỉnh cho cái gọng này nó to một chút để cho phù hợp với khuôn mặt của chúng ta được. Và cái mẫu kính này thì có cái thông số là 5417 và 140 nha mọi người. Cái dáng kính này thì khá là dễ đeo, nó sẽ phù hợp cho những bạn có khuôn mặt trái xoan, mặt dài và mặt tròn cũng có thể đeo bon chen được nhé. Bạn cung sư tử ơi, nếu mà các bạn thấy là cái mẫu kính này chưa đủ cá tính, chưa đủ chơi, thì các bạn hãy để ý đến cái mẫu kính thứ ba mà bạn My đang chuẩn bị giới thiệu tới mọi người nhé. Đây cũng là một mẫu kính season 2022 đến từ nhà mốt Balenciaga. Cái mẫu kính này khá là đặc biệt và nó lại còn siêu nhẹ nữa. Nó có một cái ưu điểm như thế nên là bạn My cũng khá là thích. Vì nếu mà với những cái mẫu kính mà siêu nhẹ thì chúng ta có thể đeo trong cái thời gian dài và không sợ là bị tì những cái phần đó lên mũi này, hoặc là đeo khi mà chúng ta đeo những cái kính mà quá nặng ấy thì về hay là kiểu bị đau đầu ấy. Chiếc kính mà bạn My đang đeo để giới thiệu cho những bạn cung sư tử này có mã là BB0159S và mã màu là 002. Mọi người nhìn trong cái video ấy thì mọi người có thể thấy là nó giống như cái màu đen, nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Mã màu 002 này nó như kiểu là màu xám khói. Màu nó khá là lạ và đặc biệt nữa, vì những bạn mà cung sư tử thì mạnh mẽ, độc lập và cũng thích những cái nét mới lạ và cái nét cá tính riêng. Đấy chính là lý do mà bạn My đã giới thiệu cho mọi người cái mẫu kính này. Cũng là mắt mèo nhưng mà chiếc kính này sở hữu điều gì đặc biệt để mà bạn Hà My sẽ phải giới thiệu cho những bạn cung sư tử ạ? Thông thường với những chiếc kính khác hoặc là những chiếc kính của hãng khác nha, hoặc là cùng là hãng nhưng mà là cái mẫu kính mắt mèo, thì thông thường những cái mẫu gọng thì sẽ luôn luôn có cái tên logo này hoặc là cái tên hãng ở phía bên gọng như thế này. Nhưng mà cái mẫu kính này thì có một cái điều khá là đặc biệt, đó là cái phần gọng như thế này là gọng ngược mọi người ạ. Ngược có nghĩa là gì? Thường thì nó phải bẻ ngang như thế này đúng không mọi người, thì mới là thấy cái phần tên chữ. Nhưng mà cái mẫu này thì là cái phần tên thương hiệu nó nằm ở trên, nó nằm ở phía trên thì nó không phải nằm ở phía ngang của gọng như thế này. Và nó khá là hay ở một điểm là với những người không chú ý đến chúng ta thì mọi người chỉ thấy là chúng ta đeo một cái chiếc kính, không biết đây là một brand gì mà lạ thế. Vì có mấy hãng nào mà không trưng cái thương hiệu của mình ra ngoài đâu đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ phù hợp với những bạn cung sư tử mà không thích quá nổi bật. Thế nhưng mà nếu mà chú ý họ trong đám đông thì kiểu gì cũng sẽ biết là họ rất là đặc biệt trong đám đông. Mọi người phải thật nhìn chi tiết và mọi người nhìn phía trên. Đó, ở đấy không ạ? Thì mọi người mới thấy được là cái tên thương hiệu nó ở phía càng như thế này, nhưng mà nó là ở phía trên chứ không phải là phía ngang như những cái chiếc kính khác. Với một cái dáng mắt mèo nhưng mà lại khá là cá tính như thế này thì chúng ta có thể mix được với những cái bộ đồ mà cá tính này, hoặc là năng động, hoặc là basic cũng được mọi người ạ. Và cái tông màu xám khói này thì nó rất là tây, thế nên là khi mà chúng ta mix hoặc là chúng ta đeo cái chiếc kính này thì mọi người nên make up nhẹ một chút, hoặc là đánh cái màu son nổi một chút, hoặc là một cái màu son đậm một chút thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn với những bạn nam nha, với những bạn nam mà muốn nó sở hữu những cái dáng kính mà mắt mèo như thế này thì bạn My sẽ giới thiệu thêm ở những video sau nhé. Tại vì nếu mà làm dài quá chỉ sợ mọi người không có thời gian để mọi người coi hết thôi. Chiếc kính Balenciaga mà bạn My đang đeo này thì có thông số là 5219 và 145. Và cái mẫu mắt mèo này thì nó không quá khó đeo đâu mọi người ạ. Vì thông thường ấy, khi mà nhắc tới kính mắt mèo thì mọi người sẽ luôn luôn nghĩ tới những quý cô hoặc là những cái gì đó rất là sang chảnh. Nhưng mà bởi vì cái chiếc kính mắt mèo này là nó là mắt mèo ngang,
Và cái phần thứ hai nữa, cái điểm nhấn của chiếc kính này đó là cái phần gọng ngược thế này mọi người ạ. Thế nên là nó sẽ rất là dễ để mix đồ và nó sẽ phù hợp với những bạn sư tử mà có khuôn mặt tròn, mặt trái xoan, mặt dài và cả mặt kim cương nữa. Sư tử thì là một cung mà xếp thứ 5 trong 12 cung hoàng đạo. Và đây là một chòm sao mà mang rất là nhiều sự thú vị và bí ẩn mọi người ạ. Thế vậy thì các bạn cung sư tử ơi, các bạn đã thấy mình ở trong đó chưa? Thấy mình ở trong ba chiếc kính này chưa? Và mọi người có muốn tư vấn thêm về những cái mẫu kính mà các bạn cung sư tử sẽ yêu thích nữa không? Nhớ follow kênh của Hà My, cô bé bán kính để theo dõi những video tiếp theo nhé.